Chào mừng quý khán giả và bà con nông dân đang đến với bản tin thời tiết nông vụ. Thưa bà con, hiện nay không khí lạnh bắt đầu suy yếu nhưng vẫn còn tiếp tục ảnh hưởng đến thời tiết nước ta. Đêm nay và ngày mai, các tỉnh miền Bắc và miền Trung chịu ảnh hưởng của lưỡi áp cao lạnh lục địa có cường độ ổn định. Miền Bắc còn rét và mưa nhỏ, miền Trung từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rải rác, gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 2, cấp 3, vùng ven biển mạnh cấp 3, cấp 4. Sau đó, lưỡi áp cao lạnh sẽ suy yếu dần và di chuyển ra phía đông. Khoảng chiều tối và đêm ngày mùng 1, không khí lạnh sẽ được tăng cường trở lại và còn được tăng cường mạnh thêm vào ngày chiều tối và đêm ngày mùng 3. Các tỉnh miền Nam nằm ở rìa phía Nam hệ thống thời tiết phân tích trên, với trường gió đông bắc đến đông, chủ yếu có cường độ trung bình, chỉ có mưa nhỏ vài nơi ven biển. Sau đây mời bà con theo dõi dự báo thời tiết trên các vùng đêm nay và ngày mai như sau. Các tỉnh Tây Bắc, trời nhiều mây, có mưa, mưa rào nhẹ rải rác, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ thấp nhất là từ 16 đến 19 độ, có nơi là từ 13 đến 15 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 19 đến 22 độ, riêng tại Điện Biên, Lai Châu là từ 23 đến 26 độ, độ ẩm là từ 80 đến 95%. Ở phía Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa rải rác, gió đông mạnh cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ thấp nhất là từ 15 cho đến 18 độ. Ở vùng núi có nơi là từ 12 đến 14 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 19 đến 22 độ và độ ẩm là từ 80 đến 90%. Khu vực đồng bằng sông Hồng, trời nhiều mây, có mưa rải rác, gió đông mạnh cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ thấp nhất là từ 16 cho đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 18 đến 21 độ và độ ẩm là từ 80 đến 90%. Chuyển sang khu vực miền Trung, tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, gió bắc đến tây bắc mạnh cấp 2, cấp 3, ở phía bắc trời rét, nhiệt độ thấp nhất là từ 17 đến 20 độ, ở phía nam là từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 20 đến 23 độ và ở phía nam là từ 24 đến 27 độ C, độ ẩm là từ 80 cho đến 90%. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 23 đến 26 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 29 đến 32 độ, độ ẩm là từ 70 đến 80%. Thưa quý vị và bà con, mặc dù bắt đầu vụ thu hoạch mía, song người dân xã Quảng Phú, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa lại chẳng mấy mặn mà. Nhiều ruộng mía bỏ không hoặc có thu hoạch về thì mang về làm củi. Theo ông Lê Bá Lộc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quảng Phú, thì trận đại hồng thủy đầu tháng 9 vừa qua đã làm 300 trên 500 hectare mía bị mất trắng. Với số diện tích mất trắng như vậy thì bà con nông dân đang phải nợ lại nhà máy đường Lam Sơn số tiền rất lớn. Nếu nhà máy không thanh lý hợp đồng và không có chính sách nào hỗ trợ thì người dân sẽ khó sản xuất cho vụ tới. Một hecta mía tương đương với 20 sào trung bộ. Năm vừa rồi thì nhà máy đã hỗ trợ về giống, phân bón, công cày mỗi hộ 3 triệu một sào. Với số vốn đầu tư khoảng 305 hecta mía thì con số nợ lên đến cả trăm tỷ đồng. Để có chính sách hỗ trợ thì xã Quảng Phú đã đề nghị với nhà máy đường Lam Sơn phải thu mua sản phẩm cho bà con dù chất lượng mía xấu hay tốt để họ sớm giải phóng được đất chuẩn bị cho vụ tới. Phía nhà máy thì cần tiếp tục đầu tư giống mới, phân bón kịp thời. Bên cạnh đó, huyện Thọ Xuân cũng đã giao phòng tài chính rà soát lần cuối toàn bộ diện tích mất trắng. Theo đó, diện tích mía mất trắng sẽ được hỗ trợ 2 triệu đồng một hecta. Trở lại với những thông tin thời tiết cho khu vực Tây Nguyên, tại đây thì mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 18 cho đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 28 đến 31 độ và độ ẩm là từ 55 đến 65%. Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc đến đông mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 31 đến 34 độ và độ ẩm là từ 55 đến 65%. Thưa bà con, Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm Nông nghiệp Hưng Lộc thuộc Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam đã chọn tạo thành công giống lạc mới EGV10 thích hợp trồng ở Đông Nam Bộ, Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long với 3 vụ một năm. GV10 có thời gian sinh trưởng từ 90 đến 95 ngày, cứng cây tán lá nở, cây cao khoảng từ 50 đến 60cm, có từ 4 đến 6 cành cấp 1 sai quả. Số quả bình quân đạt từ 30 đến 45 quả một cây, tỷ lệ nhân đạt từ 68 đến 72%, tỷ lệ trái 3 hạt đạt từ 60 đến 70%, khối lượng hạt bình quân đạt từ 43 đến 47 gram trên 100 hạt. Vỏ trái có gân, mỏ thẳng cong, màu hạt trắng hồng. Vụ hè thu và thu đông đạt năng suất bình quân từ 20 đến 25 tạ một hecta. Hai vụ đông xuân và xuân hè đạt từ 25 đến 30 tạ một hecta, cao hơn khoảng từ 200 đến 300 kg một hecta so với các giống lạc khác cùng trồng. Giống có khả năng kháng được các bệnh rỉ sắt và đốm lá ở mức trung bình, tức là cấp 4 đến cấp 6.
Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết nông vụ ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại.